cho con luôn hạnh phúc nhé. Trong cuộc đời chỉ yêu riêng mình con, làm mẹ thật khó, cũng lắm âu lo. Chọn cuộc đời chỉ yêu riêng mình con và sẽ không rời, mẹ vẫn bên cạnh con mãi. Để coi bên nào sẽ ánh sáng đẹp ta. Bên này đẹp, bên này. Ôi thả tim nhiều quá. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mẹ Bin, chào tất cả các mẹ nha. Ngày hôm nay thì mẹ Bin sẽ giới thiệu với tất cả các mẹ một cái loại đồng hồ mới rất là đẹp, rất là sang trọng, hàng nhập khẩu từ bên Mỹ về nha mọi người. Đeo đồng hồ này vào thì người đàn ông nào cũng sẽ trở nên phong độ đẹp trai hơn. Dạ. À, đây là chiếc đồng hồ mới nhất hiện nay nha. Đây là nhập khẩu từ châu Âu với giá. Dạ, giá đồng hồ là bao nhiêu? Dạ chị ơi, giá đồng hồ này là 4.999.000 nha chị. Dạ, em thấy là cái giá này nó cũng ok đó chị. Nếu như mà mình mua cái này về mình tặng cho ông xã, mình phải nói là rất là tuyệt vời luôn á chị. Có thể hâm nóng được tình cảm của cặp vợ chồng mình đó chị. Mắc quá, giảm bớt vài ngàn đi em. Ôi dạ không được chị ơi. Nè chị coi nè, cái đồng hồ sang trọng và đẹp như vậy mà chỉ có giá 4.999.000 thôi thì em nghĩ là nó cũng không mắc đâu chị. Với lại là em bán một cái đồng hồ này là em chỉ lời được có vài ngàn thôi đó chị. Ai mua thì cứ inbox cho em nha. Dạ. Em cảm ơn. Bye bye mẹ cuốn nha. Bye bye mẹ mèo nha. Mẹ Bin bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Trời ơi, không ổn rồi. Nói quá chị, nói khô cổ họng luôn vậy đó mà không có ai mua hết trơn á. Ai cũng kêu mắc là sao. Trời ơi, bao nhiêu là thứ tiền. Tiền điện nè, tiền nước, tiền chợ. Trời ơi, nhức đầu quá. Bây giờ làm sao đây ta? Tiền tiết kiệm của tháng trước. À trời, còn tiền thôi nôi, rồi đám hỏi, đám cưới, sinh nhật nữa. Bao nhiêu cái tiền tiết kiệm của mấy tháng trước là mình cũng lấy xài hết trơn luôn rồi. Chết rồi, làm sao mà hai vợ chồng có đủ tiền để mà đi kỷ niệm ngày cưới thì không biết nữa. Ôi chồng ơi, em phải làm sao đây? Ôm hàng một đống không có bán được đây nè. Mà không nhận chồng mình đẹp trai thiệt. Mình không thể nào để phụ lòng chồng mình được. Vì ông xã, em sẽ cố gắng. Ôi trời ơi, chồng ơi, Chồng ơi. Chồng, em hỏi chồng này nha. Chồng có nhớ là tháng sau là ngày gì không? Một ngày rất là đặc biệt á. Anh nhớ rồi. Kỷ niệm ngày cưới của cô hai. Không. Sao? Tháng sau hả em? Ừ. Anh nhớ rồi. Thôi nội con thằng Tí, nó 1 tuổi đúng không? Hả? Không phải luôn, giận chồng luôn. Tháng sau phải không? Tháng sau. Rồi, không trả lời hỏi, anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi, ngày gì em biết không? Gì? Cúng cơm nhà bác Ba. Không phải, trời ơi, mệt quá à. Cái gì? Tháng sau là kỷ niệm ngày cưới của mình đó. Chồng đúng là vô tâm luôn á. Kỷ niệm ngày cưới của hai đứa mình hả? Chồng anh nhớ rồi, anh xin lỗi em nhớ rồi. Em nói nghe nè, bây giờ hả, sao? Em có một cái chuyện nhỏ xíu này thôi. Muốn nhờ chồng á, là giống như là mấy cái đồng hồ này nè, em nghĩ nếu mà chồng đeo là sẽ rất là đẹp luôn á nha. Sao? Bây giờ khi mà em live stream bán hàng á, chồng chỉ cần đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, xong rồi mình tạo dáng rồi đó, hoặc là bảnh nè, thấy không? Đó, tạo dáng như vậy cho em nha. Em nói... Xong bắt đầu mình giơ đồng hồ lên đó, mình đưa mặt lên, mặt lạnh lùng, cool boy rồi này nọ lên cho em nha. Em đi là... qua đi lại, cho mấy cái cô gì chú bác
Không, không chú bác là khỏi. Mấy cô, mấy dì, mấy chị, mấy em mà từ đằng xa tới đằng gần ai cũng phải mê mệt đó. Đó, như vậy thì em sẽ bán được hàng. Mày ý em nói là anh là người mẫu cho em đó hả? Đúng rồi. Thôi em ơi, thôi em ơi hả? Anh nói cho em biết nha. Anh chỉ cần đứng trước máy quay thôi. Trời ơi, thôi kháng chị, chị lắm, anh ngại đứng trước máy quay đó thôi. Anh chị lắm. Em sẽ chỉ chứ chồng đừng làm gì là em thấy anh sai. Anh có phải là người mẫu bao giờ đâu. Thôi đi. Hai bây giờ là em chụp hình những cái tấm hình mà đó chồng đứng vậy đẹp liền luôn. Thôi. Đó. Thấy đứng đẹp rồi đó, post lên Facebook một cái là người ta mê liền. Thôi mà. Cái gì vậy? Hello cả nhà. Xin chào mẹ Xuyên. Hôm nay thì mẹ Bin có rất là nhiều mẫu đồng hồ mới muốn giới thiệu cho tất cả mọi người có thể lựa chọn nha. Hello mọi người ơi, ủng hộ cho mẹ của Bin nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chỗ nào ship rồi? Để nhớ coi. Mẹ cuốn ship rồi nè. Còn tới mẹ thỏ nè. Cô Năm. Trời đất ơi. Còn chỗ này. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Chị Hai ơi, trời đất ơi. Chị làm cái gì ở trong bếp ơi? Quá trời chén dĩa chưa rửa luôn. Rồi những cái dụng cụ đồ đạc bếp nút quăng đầy. Cái nồi canh này nếu như ha mà em không có thấy để em tắt lửa là cháy nhà luôn. Chị có biết không hả? Chị trả lời em đi nè. Chị có thấy không? Chị đồng hai. Đồng hồ đức hả? Ôi trời. Ôi sao vậy? Có phải chị Hai của tôi đây không? Chị nè. Chị Hai nè. Sao hôm nay chị làm gì mà chị tàn tạ? Chị rũ rượi. Chị nhìn như hai con cái mắt của chị nó thâm đen, nhìn như chị giống như một con. Em đừng có nói như vậy. Con em... đi tổn thương quá. Em đừng có nói như vậy. Chị đang chuẩn bị xếp hàng nha. Em đừng có nói như vậy. Chị tới đó khách hàng người ta thấy chị tàn tạ là người ta không có nhận hàng đó. Nhưng mà chị phải nhìn lại bản mặt của chị đi. Nó khủng khiếp lắm. Ghê lắm hả? Em không có cái từ nào diễn tả được. Này nè, chị tự coi đi. Trời đất ơi. Ghê quá. Còn tốt. Em không có sai đâu. Hồi sáng chị rửa mặt mà chị không nhìn vô kiến luôn trời. Trời đất ơi. Xấu quá vậy. Trời ơi. Vì chồng đẹp trai của chị. Chị xấu cỡ nào chị cũng chấp nhận được. Chị sẽ cố gắng. Cố gắng vì chồng của chị. Em đi ra đi. Em đi ra đây. Trong bếp. Đi ra đi. Chị xếp xong thân hàng này, chị sẽ đi vô đó. Chị lo tới công việc nhà. Chị lo hết. Một mình chị có thể lo hết. Vừa đơn hàng, vừa gia đình, vừa chồng, vừa con. Đó, vừa đi thôi. Em đi ra đây. Làm được hết rồi. Anh là trời ơi. Cái gì mà cứ bán hàng rồi xếp hàng. Một đống đồ chua giặt rồi chua rửa chén đó kìa. Tư Hoàng Hạnh, quận 10. Có cơm chị em? Chồng về rồi hả? Quý đang làm gì vậy? Rồi. Cho chồng đừng có hỏi nghe chưa. Em đang nhớ địa chỉ mà bây giờ chồng hỏi có em quên mà em không xếp mà khóc giận em. Trời ơi, đừng mất mối quá. Bán hàng online nữa đó hả? Bà xã. Nghe anh nói nè bà xã. Từ nay về sau ông xã sẽ hứa kiếm thật nhiều tiền để bà xã đi du lịch ha. Nhưng mà bà xã đừng bán hàng online nữa được không vậy? Nghe anh nói không vậy bà xã? Chút ngày bán hàng online ha. Quên bếp nút luôn ha. Em có biết là dạo này anh ăn cơm sống không hả? Canh thì mặn chát không? Có lúc thì lạt nhắt hay không vậy hả? Nghe nói vậy. Nè bà xã nè. Hả? Từ khi bà xã up hình ông xã lên Facebook đó nha. Em có biết là hả? Một ngày có biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp á. Đẹp lắm á nha. Tuổi teen nha. Hot girl nha. Comment anh nè. Nhắn tin anh nè. Rủ anh đi chơi nè. Uống cà phê nè bà xã. Thì anh đẹp trai thì lên trển có nhiều cô người ta thích thôi. Trời ơi. Chồng càng như vậy thì người ta sẽ càng thích, càng mua đồng hồ của em nhiều. Hả? Cố gắng tiếp tục phát huy. Vậy cũng anh được luôn đó hả? Xã. Đây, ngồi, mời chị ngồi. Ủa,
chị ơi. Dạ chị, em tới đây là tìm anh Phúc đó chị. Có anh Phúc ở nhà không chị? Tìm anh Phúc hả? Mà chị là ai mà chị tìm anh Phúc? Chị, có anh Phúc của em ở đây không chị? Hả? Cái gì? Anh Phúc gì của cô? Em đã yêu anh Phúc từ dạo ấy rồi. Từ lúc mà em thấy anh trên mạng xã hội chị. Hình ảnh của anh đẹp trai quá, làm cho con tim em vỡ vụn giờ nó gắn lại chưa? Bây giờ em quyết định là cọc đi tìm Châu. Hả? Và tới đây kìm ảnh. Có anh ở nhà không vậy chị? Cô im đi. Cọc đi tìm Châu cái gì? Tôi nói cho cô biết nha, Châu đã có chuồng rồi. Mà cái chuồng của ảnh đâu? Cái chuồng đây. Đây là cái chuồng của ảnh. Tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là vợ của ảnh. Hả? Ừ. Chị, anh Phúc đẹp trai như vậy mà có một người vợ tàn tạ như chị vậy. Hả? Trời ơi, sao mà xứng đáng được? Hả? Trời ơi. Cô Tại sao cô? Cô quá đáng lắm. Cô tới nhà người ta, kiếm chồng người ta, không có chồng người ta, cô chê người ta, cô nói người ta tàn tạ, cô đi về. Đúng vậy, tôi yêu cầu cô đứng dậy, bấm cái nút biến khỏi nhà tôi liền. Nhanh lên. Chị nghe em nói đi. Thật ra là tại vì em yêu anh quá mà. Không ấy á, chị chia sẻ với anh với em được không? Hả? Chia gì? Không ấy là chị ly dị anh đi, chị nhường cho em cũng được. Cô bị điên hả? Chồng tôi ở với nhau bao nhiêu năm trời, bây giờ tự nhiên ở đâu cô thấy người ta trên mạng xã hội để cái cô đòi là hả vậy chị ly dị? Hai vợ chồng người ta đang sống hạnh phúc vậy ly dị cái gì? Đi về. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ly ta mà anh hai tôi vợ rồi. Đâu cái gì không biết tôi chơi nhà từ nhỏ đến lớn không biết tôi. Bộ bây giờ tôi xinh đẹp ở nhà không ra tôi hả? Cái gì vậy Ly ta? Chơi nhà từ nhỏ tới lớn, biết là anh hai tôi có vợ rồi mà mày đặt qua đây đòi giật chồng hả? Là sao mày có tin tôi xử rồi đúng không? À, thật ra thì anh Phúc á năn nỉ ỉ ôi nhờ em giúp đỡ qua đây á để chọc cho chị ghen á. Hả? Chị ghen lên. Trời. Để mà chị có thời gian chăm sóc cho bản thân, để chị nghỉ ba cái bán hàng online gì đó. Chị có biết gì đâu, anh Phúc nhờ em qua thôi. Thì ra là vậy. Chồng ngồi đây nè. Em hỏi thiệt chồng, cái dạo này nhìn em xấu xí tàn tạ lắm hả? Có sợ nè. Kỷ niệm ngày cưới năm nay của vợ chồng mình, ông xã không có nhiều tiền để đưa bà xã đi du lịch được. Mình giờ đến năm sau nghe bà xã. Nhưng mà bà xã ơi, bà xã đừng bán hàng online nữa. Bà xã thức đêm thức hôm á, nhìn bà xã tàn tạ tiều tiểu xấu xí thì ghê lắm. Hả? Ủa tôi ghê lắm hả? Không, bà xã xuống sắc, nhìn anh xót thương lắm. Với lại bà xã tung hình anh lên mạng như vậy, bà xã không sợ sao? Chứ anh sợ lắm đó. Anh sợ gì? Sợ xa ngã đó. Nè, chỉ được xa ngã với một mình tôi thôi nghe chưa? Chồng biết rồi, không bán hàng online nữa nghe chưa? Dạ biết rồi, dạ xin lỗi. Xin lỗi cái nữa đi. Dạ xin lỗi. Cái nữa đi. Dạ xin lỗi. À lỗi đó. Dễ dãi quá. Dễ dãi với vợ chứ dễ dãi với ai.